tay hay là một chiếc ly của Lotte. Và chiếc ly này là do Lotte phân phối và không liên quan đến Lý Hà Production. Tuy nhiên Lotte cũng đã gửi tặng cho Lý Hà Production một số lượng ly nhất định. Và Hà và anh Hải nhất định là sẽ dành tặng cho quý vị khán giả tại các cine tour và cũng như là tặng ngẫu nhiên may mắn khi quý vị khán giả có những cái review thú vị ở trên mạng xã hội kèm theo hashtag review lật mặt và hashtag lật mặt 7 nha cả nhà. Và Hà xin phép là review chiếc ly này. Đây là một bộ chiếc ly nhìn rất là bling bling bởi vì nó được thiết kế và nhìn rất là óng ánh, có một cái màu ombre từ màu vàng sang màu xanh dương. Đây cũng là tông màu chủ đạo của lật mặt 7 một điều rất là cả nhà. Chiếc ly này mình có thể gỡ cái nắp này ra, đây là phía bên trong. Ở phía dưới này thì sẽ có logo của Lotte và logo của Lý Hà Production ha cả nhà ha. Và đối với Lý Hà Production thì hiện tại là anh Lý Hải cũng chưa sẵn sàng cho việc là bán những cái merchandise này, cho nên toàn bộ quà từ Lý Hà Production sẽ được gửi tặng thôi chứ không có, hiện tại là chưa có bán nha cả nhà nha. Và hy vọng mọi người sẽ thích cái mẫu ly này của Lotte và rất mong gặp mọi người mỗi năm vào dịp lễ 30 tháng 4 tại phim Lật Mặt nha cả nhà.